xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng tân dậu sinh năm 1981. Xem tử vi năm giáp thìn 2024 đối với quý nữ sinh năm 1981 về cuộc sống trong năm trở về bình thường, công việc làm ăn chưa có sự thay đổi cũng như về tiền bạc chưa có nhiều tài lộc đưa tới. Ngoài ra tình cảm gia đạo bình thường, xuất hành đi xa trụ về gặp may mắn và các loại tân dậu long tàn chi kê tức gà trong lòng năm 2024 là 44 tuổi sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982 ngũ hành bản mệnh thạch lũ mộc tức cây lũ đá cung phi là cẩn tưởng xương tưởng tinh, xương con gà, tưởng tinh con chó. Xem tổng quan phận hạn năm giáp thìn 2024 đối với quý nữ tuổi tân dậu như sau. Xét về ngũ hành. Ngũ hành thuộc mộc gặp năm giáp thìn thuộc ngũ hành hỏa, mỗi quan hệ sinh xuất. Năm nay bản mệnh bị hao tổn, mọi việc tiến hành có thuận lợi nhưng cơ bản có đâu mà không có đôi. Phương diện tiền bạc trụ về khó thu hồi được nguồn vốn trong năm. Ngoài ra, bản mệnh thuộc hành mộc chuỗi các vấn đề liên quan tới sức khỏe, có thể có bệnh về ngực. Trong những tháng cuối năm, công việc dễ dẫn tới những điều bất lợi nên cần cẩn trọng. Luận về thiên can Thiên can tuổi này là tân thuộc hành kim, gặp năm thiên can giáp thuộc hành mộc là bình hoa. Bước sang năm giáp thân, người tuổi này công việc làm ăn không có những chuyển biến khả sắc, cơ bản duy trì ở mức bình thường. Bản mệnh có dự định thay đổi công việc trong năm nay thì nên cân nhắc kỹ lưỡng vì không được lợi. Hơn nữa, ngũ hành kim của can tuổi khác với hành mộc của càng năm nên người tuổi này cần chú ý về sức khỏe. Ngoài ra, trong nhà năm nay dễ có chuyện buồn đưa tới. Luận về địa chi, địa chi dậu gặp năm địa chi thành. Chủ về quan hệ nhị hợp, năm nay có sự mở mang thêm về công việc kinh doanh, ra ngoài được quý nhân hỗ trợ và sớm đạt được kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Ngoài ra, khi xét về ngũ hành, địa chi tuổi là kim, gặp ngũ hành địa chi năm là thổ, tương sinh, vì vậy, năm 2024, bản thân xuất tiền cho đầu tư hay kinh doanh vùng bản. Luận về Cung Phi Cung Phi là cẩn thuộc hành thổ, gặp năm Cung Phi trẫn thuộc hành mộc, tương ứng lột xác. Trong năm, làm việc gì bản thân của người tuổi giàu cũng đều phải cẩn trọng, dạy có người xấu phá hoại. Thiểu thuận hòa trong mối quan hệ tình cảm và thị phi kiện tụng có thể đưa tới. Quan hệ về ngũ hành trong cung phi nằm giáp thần tương khắc với ngũ hành cung phi của người tuổi này, tiền bạc kinh doanh không được lợi. Kết luận Bước sang năm giáp thình 2024 đối với nữ mạng Tân Dậu cho thấy, năm nay cuộc sống trở về bình thường, công việc và tiền bạc chưa có sự may mắn và không được tốt. Đối với gia đạo thì chủ về vẫn còn thiếu hòa khí, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn bất hòa. Ngoài ra về phương diện sức khỏe cần phải chú ý liên quan tới chân tay và khí huyết trong người. Xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng tân dầu luận về sao chiếu mệnh. Sao thái bạch tức kim tinh. Thái Bạch sau ấy khủng cung, làm ăn thua lỗ, tử tung, thở dài. Tháng 5 là tháng ác tai, gia đình xảo trộn, trong ngoài bất an. Dịch Nghĩa Gặp năm sao Thái Bạch chiếu là một sao xấu trở về công việc làm ăn trong năm cần giữ dinh và cẩn trọng. Kinh doanh làm ăn năm nay có thể bị phá hoại bởi người xung quanh. tiền bạc tiêu pha nhiều và thậm chí còn trắng tay việc quân sự cũng nên đề phòng. Các tháng âm lịch như tháng 2, tháng 5 hoặc tháng 8 là tháng xấu nhất năm nay. Dùng màu trắng rất kỵ và người mệnh mộc gặp năm sao Thái Bạch là xấu nhất so với các mệnh khác. Xem tử vi năm 2024 của nữ mạng Tân Dậu luận về sao hạng. Sao hạng thiên la tức tiểu hạng Thiên la hạng ấy quái kỳ, quỷ ma quẩy phá tâm thi chẳng an. Thiên la hạng phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh, hòa trao phải phong. Giải nghĩa, hạng thiên la khiến cho chủ mệnh tuổi này trong năm giáp thân sức khỏe có những chuyên biến không được tốt, dễ bệnh tật hoặc bị đau ấm lâu ngày, khó tìm được phương pháp điều trị hiệu quả, nhiều khả năng bệnh tật do ma quỷ quẩy phá hạn tội của Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm 2024 phạm phải hạn Kim Lâu. Luận về vận niên, vận niên hầu thực quả tốt. Vận niên này chính là hình ảnh của khỉ có thể tự do tận hưởng hoa quả. Theo đó với vận niên này thì bản mệnh có một năm ắt tắc có cơ hội dứt điểm trong thời gian này sự nghiệp công danh được ví như rồng gặp may, nên dù có người ghen tị cũng thẳng bước tiến lên, buôn bản thi cử thuận lợi, được thành quả như mong muốn, chú ý về chuyện tình cảm gia đạo nên chữ mình thủy trung. Luận về tử trụ Tử trụ có thiên hoa, địa hoa Chủ về trong năm công việc làm măng tuy không có sự thay đổi nhưng có những khó khăn thì gặp được quỹ nhân tương trợ giúp đỡ. Ngoài ra tiền bạc có sự tiêu pha nhiều và có thể gặp thị phi đưa tới. Luận giải lá số tử vi đối với nữ mạng tân dậu vào năm 2024 như sau. Tại cung tiểu phận có các sao. Thiên hỷ, văn tinh, thiếu dương, thiên trù, cô thần, đại hao, không tuyệt bộ sau này chủ về trong nhà mọi việc đều không suôn sẻ không nên đầu tư tiền bạc vào việc kinh doanh hoặc làm ăn vì chủ về gặp nhiều khó khăn và thất bại tiền bạc cũng sẽ bị hao tán một cách không cần thiết sức khỏe tình trạng chân tay không được tốt cần phải thận trọng trong việc di chuyển và làm việc hàng ngày tại cùng xung chiếu có các sao Hồng Loan, Long Đức, Tiểu Hao, Lâm Quang. Bộ sau này liên quan tới việc ra ngoài tiêu hào nhiều tiền bạc. Tuy nhiên cũng có những may mắn trong việc gặp được quỹ nhân có thể được giúp đỡ về công việc kinh doanh và trong việc đi lại. Tại cung tam hợp có các sao. Thiên Phúc, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Tổ Thư, Tử Phủ, Lưu Hà, Triệt, Si, Thiên Khôi, Phúc Đức, Lực Sĩ, Đà La, Quả Tủ, Một Dục, Cậu sau này cho biết tình cảm có lợi, được người giúp đỡ tuy nhiên cũng cần cảnh giác với người có nguy cơ, có kẻ phá hoại. Về mặt công việc không có sự khởi sắc như mong đợi và nếu có ý định thay đổi thì sẽ gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, tài chính cũng gặp bất lợi, đòi hỏi phải có nhiều cố gắng hơn. tại cùng nhị hợp có các sao? Long Trì, Phi Liêm, Quang Phủ, Truyệt, Bệnh, bộ sau này biết nơi ăn chỗ ở gặp bất lợi có thể ảnh hưởng xấu tới gia đình và sức khỏe của người thân trong gia đạo. Kết luận về lá sổ tử vi Cuộc sống của nữ mạng Tân Dậu vào năm 2024 duy trì ổn định, chưa có sự thay đổi đáng kể. Về mặt công việc kinh doanh vẫn chưa là thời cơ may mắn, và mua cầu về tiền bạc không đạt được như ý muốn. Hơn nữa, tình cảm gia đạo gặp khó khăn, có sự xung đột bất hòa giữa vợ chồng, sức khỏe có nguy cơ đau ẩm, đồng thời cần lưu ý về các vấn đề liên quan tới xương khớp, tai chân và huyết áp thấp xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng tân dậu sinh năm 1981 luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính Về mặt tiền bạc dự báo đối với nữ mạng tân dậu không mang lại điều tốt lành, do đó quỹ nữ nên thận trọng trong việc đầu tư tiền bạc vào công việc và kinh doanh. Luận về phương diện sức khỏe Phương diện này được dự báo cần quan tâm tới sức khỏe là điều cần thiết, đặc biệt là phải lưu ý tới các vấn đề liên quan tới trần tài, huyết áp. Để bảo vệ và duy trì sức khỏe tốt, nữ mạng sinh năm 1981, hãy thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng mọi vấn đề sức khỏe được nắm bắt kịp thời và giải quyết một cách hiệu quả. Luận về phương diện công việc làm ăn việc làm ăn kinh doanh của bản mệnh bình thường không có những thay đổi hoặc mở rộng quá nhiều vào lĩnh vực mới tập trung vào việc duy trì và nâng cao chất lượng công việc hiện tại có thể giúp tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai tuy nhiên nếu có cơ hội mở mang hoặc cải thiện công việc nữ mạng tuổi này cần phải cân nhắc và thăm dò kỹ trước khi đưa ra các quyết định luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện này được dự báo gia đạo thiểu hòa khí, không hòa hợp trong các mối quan hệ vợ chồng dẫn tới những mâu thuẫn xung đột không cần thiết. Ngoài ra, có khả năng xuất hiện những chuyện muộn phiền hoặc mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đạo khiến cho bầu không khí không được yên vui. Quý nữ nên chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Luận về phương diện sức hành ngoại giao Phương diện này trong năm giáp Thình thì khá thuận lợi, có thể kết giao thêm nhiều bạn bè và mỗi làm ăn tốt. Bên cạnh đó có thể đón tin vui đưa tới. Xem tử vi năm giáp thìn 2024 đối với nữ mạng tân dậu luận về màu học tuổi. Màu học tuổi đối với nữ mạng sinh năm 1981 là màu vàng và màu nâu hưởng tốt xuất hành vào năm Giáp Thìn 2021. Quỹ nữ sinh năm 1981 nơi xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón thị thân từ lúc 7 giờ đến 11 giờ trưa tỉnh theo giờ địa phương. Tổng kết Xem vận hạn tử vi tuổi tân dậu nữ mạng cho thấy Năm Giáp Thìn nhận thấy còn gặp phải những điều bất lợi trong cuộc sống trở về những thay đổi về công việc tiền bạc khó khăn đau ẩm lâu khỏi gia đạo xảy ra mâu thuẫn